Áp Việt Dách. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay Áp Việt Dách. Xin chào tất cả các con, rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong bài học này. Ở trong bài học ngày hôm nay thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách cộng các số đo thời gian. Nào, bây giờ các con hãy quan sát lên phần ví dụ đầu tiên của cô như sau. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút, rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian? Đây, có hai chặng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa và tiếp theo từ Thanh Hóa cho đến Vinh. Chúng ta đã biết thời gian đi hai chặng này rồi, đúng không nào? Vậy để biết được từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian, chúng ta sẽ cộng hai cái số đo thời gian lại với nhau, đúng không nào? Cụ thể ở đây cô sẽ lấy 3 giờ 15 phút cộng với 2 giờ 35 phút. Đó, thế thì ở đây để thực hiện được phép tính cộng này, cô sẽ thực hiện đặt tính rồi tính như sau. Các con hãy quan sát này. 3 giờ 15 phút cộng với 2 giờ 35 phút. Các số đo liên quan đến giờ phải đặt thẳng với nhau, phút phải đặt thẳng với nhau, đúng không nào? Sau đó chúng ta gạch ngang thay cho dấu bằng, giống như cách chúng ta đặt tính cộng các số tự nhiên ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô cộng này. Phút chúng ta hạ xuống. 5 cộng với 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 3 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. Vậy cô có 15 phút cộng 35 phút bằng 50 phút. Tiếp theo giờ cô viết nguyên xuống này. 3 cộng với 2 bằng 5 giờ, cô viết 5 giờ. Vậy ở đây cô kết luận 3 giờ 15 phút cộng 2 giờ 35 phút bằng 5 giờ 50 phút. Xong chưa nào? Bây giờ cô sẽ có ví dụ số 2. Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 22 phút 58 giây. Quãng đường thứ hai đi hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian? Nào, thế thì ở đây để biết được xem cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian, chúng ta lại phải thực hiện phép tính cộng. 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây, đúng không nào? Vậy để thực hiện phép tính này thì chúng ta sẽ cộng như sau. Vẫn đặt tính giống như ở phần ví dụ 1 cô hướng dẫn. Đơn vị giây cô giữ nguyên. 58 cộng 25 bằng 83, cô viết 83. Đơn vị phút cô giữ nguyên. 22 cộng 23 bằng 45 phút, đúng không nào? Cô viết 45 phút. Và đặc biệt ở đây các con thấy là gì? 83 giây cô có thể quy đổi được thành 1 phút 23 giây. 83 lớn hơn 60 mà 60 giây đã bằng 1 phút rồi. Vậy cô quy đổi 83 giây bằng 1 phút 23 giây. Thế thì từ đây cô cộng gộp vào thì cô sẽ có là gì? 1 phút cô cộng với 45 phút tức là 46 phút. Còn lại 23 giây ở bên ngoài, đúng không nào? Vậy cô kết luận 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây sẽ bằng 46 phút 23 giây. Đó, thì đây chính là phần ví dụ số 2 của chúng mình. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn chúng ta cách cộng các số đo thời gian. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng cô áp dụng để thực hiện bài tập đầu tiên. Nào, bài tập số 1. Câu A. 7 năm 9 tháng cộng 5 năm 6 tháng. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện đặt tính rồi tính nhé. Nào, câu A trước này. 7 năm 9 tháng cộng với 5 năm sáu tháng. Thực hiện đặt tính như cộng các số tự nhiên. Đơn vị tháng cô giữ nguyên. 9 cộng 6 là bằng 15 tháng, đúng không nào? Đơn vị năm cô giữ nguyên. 7 cộng 5 là 12 năm. Thế ở đây 15 tháng thì chúng ta đổi ra thành gì? 12 tháng là đã bằng 1 năm rồi. Vậy 15 tháng thì sẽ bằng 1 năm 3 tháng, đúng không nào? Vậy chúng ta cộng dồn với đây thì tức là chúng ta sẽ có kết quả là bằng 13 năm 3 tháng, đúng chưa nào? Đây chính là câu đầu tiên của phần A. Tiếp theo, 3 giờ 5 phút cộng 6 giờ 32 phút. cộng với 6 giờ 32 phút. Nào, phút ở đây cô giữ nguyên đúng không nào? 5 cộng với 32 cô ra 37 phút. Giờ ở đây cô giữ nguyên. 3 cộng 6 bằng 9 giờ. Đó, vậy là sau khi chúng ta thực hiện cộng xong cô ra kết quả 9 giờ 37 phút. Ở đây thì chúng ta giữ nguyên kết quả này, được chưa nào? Tiếp theo, 12 giờ 18 phút cộng 8 giờ 12 phút. Cộng với 8 giờ 12 phút. Chưa nào? Phút ở đây chúng ta hạ xuống. 12 cộng 18 chúng ta có kết quả là 30. Giờ ở đây chúng ta hạ xuống. 12 cộng 18 là bằng 20. Kết quả là 20 giờ 30 phút. Đó chưa nào? Tiếp theo 4 giờ 35 phút. Cộng với 8 giờ 42 phút. Rồi, phút ở đây chúng mình hạ xuống này. 5 cộng 2 bằng 7, 3 cộng 4 bằng 7, 77 phút. 4 giờ cộng 8 giờ là bằng 12 giờ, đúng không nào? 12 giờ 77 phút. Tuy nhiên 77 phút lớn hơn 60 phút, cho nên chúng ta lại quy đổi thành gì? 1 giờ và 17 phút chúng ta cộng dồn về đây. Vậy cô có kết quả là 13 giờ và 17 phút, đúng không nào? Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong được phần A. Bây giờ tương tự đối với phần B, cô và chúng mình sẽ cùng thực hiện nhé. Bây giờ sẽ là phần B. Nào, cô và chúng mình sẽ cùng nhau đặt tính các phép tính ở phần B. 3 ngày 20 giờ cộng 4 ngày 15 giờ. Nào, ở đây thì chúng ta sẽ vẫn cộng như vậy. Đơn vị giờ cô giữ nguyên. 20 cộng 15 là bằng 35 giờ. Đơn vị ngày chúng mình giữ nguyên. 3 cộng 4 bằng 7 ngày, đúng không nào? 7 ngày 35 giờ. Tuy nhiên thì chúng ta được học là gì? Một ngày có 24 giờ. Vậy 35 giờ chúng ta quy đổi thành gì? Một ngày cộng với 11 giờ, đúng không nào? Vậy tức là chúng ta chỗ này sẽ cộng dồn vào đây. Cô có 8 ngày. 35 là trừ đi 24 thì chúng ta còn 8 ngày 11 giờ, được chưa nào? Tiếp theo 4 phút 13 giây cộng với 5 phút 15 giây. Đơn vị giây chúng mình giữ nguyên. 13 cộng 15 là 28 giây, đúng không nào? Đơn vị phút chúng mình giữ nguyên. 4 cộng 5 bằng 9. 9 phút 28 giây. Đây là kết quả cuối cùng. Tiếp theo 8 phút 45 giây cộng 6 phút 15 giây. Đơn vị giây chúng mình giữ nguyên cho cô. 45 cộng với 15 là bằng 60. Phút chúng mình giữ nguyên. 8 cộng 6 là bằng 14 phút. Tuy nhiên 60 giây thì bằng 1 phút, cho nên ở đây chúng ta sẽ đổi thành 15 phút, đúng không nào? Và phép tính cuối cùng là 12 phút 43 giây. Cộng với 5 phút 37 giây. Đơn vị giây chúng mình giữ nguyên. 43 cộng 37 thì chúng mình ra là 80 giây, đúng không nào? Đơn vị phút chúng ta giữ nguyên. 12 cộng 5 là 17. 80 giây ở đây chúng ta đổi được thành gì? À, thành 1 phút 20 giây. Cho nên chúng ta sẽ cộng dồn vào đây là 18 phút 20 giây. Các con đã hiểu chưa nào? Cách thực hiện tính rất là đơn giản thôi. Chúng ta nhớ là đặt tính rồi tính như là cộng các số tự nhiên. Và nếu như trong trường hợp có trường hợp nào mà lớn hơn so với quy định, chúng ta sẽ quy đổi và chúng ta cộng dồn lại. Được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô bước sang bài tập tiếp theo nhé. Sau đây là bài tập số 2. Nào một bài toán có lời giải. Đề bài cho là gì? Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút. Sau đó đi ô tô đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian? Vậy là ở đây Lâm sẽ đi 2 chặng, đúng không nào? Từ nhà đến bến xe này 35 phút. Và sau đó từ bến xe Lâm đi ô tô về Viện Bảo tàng hết 2 giờ 20 phút. Vậy biết được từ nhà đến Viện Bảo tàng thì chúng ta sẽ lấy cộng hai số đo thời gian này với nhau, đúng không nào? Vậy ở bài toán này rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ trả lời như sau. Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử. Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng. Là 35 phút cộng 2 giờ 20 phút. Nào, 35 phút cộng 2 giờ 20 phút chúng ta sẽ ra đáp án là gì? 2 giờ 55 phút. Đúng không nào? Đây chính là thời gian mà Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng. Và cô có đáp số 2 giờ 6 chưa nào? Đó, thì đây chính là bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì cô đã hướng dẫn cho chúng ta cách cộng các số đo thời gian bằng cách đặt tính rồi tính giống như là cộng các số tự nhiên. Về nhà thì các con sẽ ôn lại toàn bộ các phần lý thuyết và phần bài tập hôm nay cô đã hướng dẫn để chúng ta nắm chắc được cách cộng các số đo thời gian nhé. Hẹn gặp lại chúng mình ở những bài học lần sau. Xin chào! Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.